những bí mật ẩn sau lớp đèn sân khấu, những màn hóa thân ấn tượng. Hãy bắt đầu hành trình tìm kiếm quán quân của cuộc thi Ai Tỏa Sáng. 100 khán giả, 3 giám khảo cùng MC là những người quyết định. Gây cấn, hồi hộp, bất ngờ. Ai sẽ là quán quân với giải thưởng 200 triệu đồng? Tất cả chỉ có ở Ai Tỏa Sáng, 21:05 thứ tư hàng tuần trên VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam, từ ngày 4 tháng 5, 2016.